Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của tôi ở phòng. Buổi sáng ngày hôm nay thì ngày 17 thôi. Ngày xấu, rất xấu, chẳng biết là có xấu hay không. Nhưng mà sáng nay thì cũng đã chốt đến 4 con liền rồi. Đấy, rất là phấn khởi ở cái tháng 7 này. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em, một loạt những cái dòng xe đã qua sử dụng tại cửa hàng bên em. Vậy thì quý khách hàng, bà con của bác chị nào quan tâm về những mẫu xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của tôi ở phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, và nằm đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh ạ, ngôi chùa lớn nhất và linh thiêng nhất Hải Phòng hiện nay. Rất mong quý vị anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em xem xe, cũng như ghé về ngôi chùa có thể thắp hương thành tâm. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người ở những cái mẫu xe ở hai phần hai bên mạng sườn này. Đầu tiên đây thì chúng ta sẽ có ngay cái chiếc xe đầu tiên, đó là một chiếc xe Hyundai i30 ạ. Vâng, với chiếc Hyundai i30 sản xuất năm 2009, hộp số tự động 1.6 bản CVK, chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, bản phun cửa sổ trời, số tự động 1.6, một mẫu xe Form Rover rất là đẹp cho mọi người, 5 chỗ, gầm khá cao. Đấy. Và khoang phía sau khá là rộng, trang bị hệ thống đèn bi, hệ thống đèn LED đầy đủ hết theo xe cho mọi người. Nội thất chiếc xe thì miễn bàn. Với cái giá thì chỉ có 295 triệu đồng, cam kết rẻ hơn tất cả các salon của thằng hàng xóm một số tiền khá lớn. Đó, em bán đảm bảo cho các bác này, cam kết rẻ hơn salon của người bên cạnh luôn, không phải vì cạnh tranh đâu ạ. Đấy, chất lượng thì hoàn hảo tuyệt vời luôn, với giá 295 triệu đồng. Chiếc Model Mi kia thì em tạm thời nhận cọc của một anh trên Lào Cai, ngày mai sẽ giao trên Hà Nội cho anh ấy. Và chiếc Hyundai Avante này thì em đang giao dịch, đang viết giấy cho một anh chị làm ở bên công an bên Quảng Ninh, cũng như là giáo viên. Đang chờ lấy xe luôn, không cần phải kiêng này kiêng gì cả đó các bạn nhé. Số tự động mà giá có hơn 200 thì không mua chiếc này, xem mua chiếc nào. Anh chị đúng là một người gọi là có tầm nhìn. Với cái tầm tiền như này thì mua chiếc xe này là quá là ok, đúng không ạ? Tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có thêm một chiếc xe Hyundai Avante số sàn. Chiếc xe thì sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn 1.6, tên tư nhân biển Hà Nội. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 258 triệu đồng. Vẫn bớt thêm cho anh em một tí tí nữa để cho các bác có thể mua. Vâng, 258 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Avante 2012. Hệ thống còi rất to, nội thất rất là đẹp cho mọi người. 252 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.25. Chiếc xe này thì màu trắng xịn, không đổi màu, 1.25, biển Hải Phòng, với giá bán là 190 triệu đồng. Bên cạnh đây chúng ta đang có thêm một chiếc Hyundai Tucson. Vâng, với cái mẫu xe Tucson là một chiếc xe gầm cao, máy thoáng, form SUV cực kỳ đẳng cấp cho mọi người. Nếu như quý khách hàng nào ở cái tầm tiền hơn 400 triệu mà muốn sử dụng một chiếc xe gầm cao thì với chiếc Tucson này là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để chúng ta sử dụng. Vâng, với cái tầm tiền là 430 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai Tucson, bản full cửa sổ trời, panorama toàn cảnh, cũng như điều hòa tự động, màn hình Android, nội thất, ghế da, ghế điện đàng hoàng. Với giá bán 430 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai Tucson này. Vậy thì quý khách hàng cũng như bà con của bạn anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý dành cho tất cả bà con. Cũng như ở bên đây thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, giống như chiếc Tucson vừa rồi. Chiếc xe này thì là một cái mẫu xe cỡ nhỏ, form này là form hatchback một đầu, nhưng cái dòng Accent này thì nó form của nó cũng giống như những chiếc Hyundai i30, giống như chiếc Rover đấy ạ. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 379 triệu đồng. Đó, một chiếc Hyundai Accent 2014, phiên bản số tự động, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 379 triệu đồng. Đó, màn hình Android, số zig zag, máy eco và hệ thống cửa sổ trời đầy đủ hết cho mọi người. Bên cạnh đây thì chúng ta lại đến với một chiếc Hyundai, nhưng với chiếc Hyundai này nó lại là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Chiếc xe đang đeo biển 30A
39651. Và chiếc xe này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá 235 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ số sàn nhập khẩu 1.0. Một chiếc xe gia đình sử dụng không có khoan đục và đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022. Đó, tháng 7 năm 2022 nhé các bạn nhé. 235 triệu đồng là quý bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu hatchback một đầu bản đủ số sàn 1.0 với cái giá bán khá hợp lý 235 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này. Đó. Form dáng thì đẹp, đẹp hơn cái xe bên cạnh. Vì sao ạ? Vì đời cao hơn. Cũng như sang chiếc xe bên cạnh nó cũng là i10 nhưng form dáng của nó thì nó cũ hơn một chút nhưng mà giá thì lại rẻ hơn mấy chục triệu đồng, gần trăm triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu chiếc xe này. Hyundai Grand i10 2013 phiên bản số sàn, máy 1.2, 1.1, 4 máy các bạn nhé, cũng là xe nhập khẩu. Vâng, form thì cũ hơn nhưng máy của nó lại to hơn. Đấy, máy 1.1 mà trang bị khối động cơ 1.1 nhưng 4 máy liền. Chạy thì rất là khỏe và rất là chất lượng, còi to cho vượt. Đấy. Với cái giá bán chỉ có 165 cổ thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 2013. Chênh nhau có một đời thôi nhưng mà form của nó đã khác nhau hoàn toàn. Nhập khẩu nhá, 165 triệu. Và chênh nhau có một đời thôi mà giá thì lại rẻ hơn hàng vài chục triệu đồng. Đó các bạn nhá. Tiếp tục sau đây thì chúng ta lại có thêm một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe này thì là biển 36 của tỉnh Thanh Hóa. Vâng, i10 2017 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.0. Xe thì một chiếc xe gia đình. Nhập khẩu, sản xuất là lắp ráp khá là ok cho mọi người. Form mới. Form mới các bạn nhá. Đấy, form mới luôn. Con này hiện tại bên em đang bán là 252 triệu đồng. 252 triệu đồng thì quý hàng đã sở hữu được một cái chiếc xe khá là ok như thế này, i10 2017. Đấy. Tiếp tục thì chúng ta lại có một chiếc i10 2015. Con này thì biển 90A02803, Hyundai Grand i10 2015 phiên bản số sàn, máy 1.0 bản đủ xe gia đình, tên tư nhân biển Hà Lam. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023, màu bạc. Và với chiếc xe này thì hiện tại BDL đang bán là 238 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Grand i10 này. Một chiếc xe cũng khá là ổn định, khá là ok và rất là đẹp tại thời điểm hiện tại cho mọi người. Đó, rất ok cho mọi người. Vậy quý bà con có ba chị em nào quan tâm về chiếc Grand i10 này thì đây là một cái mẫu xe cũng rất là bền lành và đặc biệt khá là tiết kiệm nhiên liệu. Khá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Tiếp tục thì sang bên đây chúng ta đang có thêm một chiếc xe Chevrolet Spark. Với chiếc Spark này thì sản xuất năm 2009 phiên bản số sàn, máy 0.8, một chiếc xe siêu tiết kiệm nhiên liệu. Sử dụng động cơ máy xăng như 0.8 nhưng đây có thể nói là một chiếc xe siêu tiết kiệm nhiên liệu. Với cái giá chỉ còn hơn 80 triệu đồng một tí thôi. Hơn 80 triệu đồng hoặc 80 triệu đồng em vẫn bán cho tất cả mọi người. Chỉ cần các bạn đến và alo trực tiếp cho em là xong. Vâng, Daihatsu Matiz, một cái chiếc xe đã được lên full đồ chơi, tơ đen gầm, cam hành trình, la răng đúc, đăng kiểm dài. Một chiếc Matiz SE 2008, một trong những cái dòng xe cực kỳ nhỏ, nhỏ nhất cái phân khúc và tiết kiệm nhất cái khu vực ô tô này rồi. Không còn chiếc xe nào tiết kiệm hơn chiếc xe này, mà rẻ thì rẻ nhất rồi, ở cái dòng xe này rồi. Với giá chỉ có 66 cổ là các bạn đã sở hữu được một chiếc Matiz SE 2008. 8 số sàn, trang bị khối động cơ 0.8, màn hình âm thanh rất là hay, với giá bán cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy. Vâng, vậy bà con có bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em ạ. Với giá 66 củ 373839, đó là biển số của chiếc xe mà Tuấn Anh đang chuẩn bị giới thiệu đây. Biển số khá đẹp, 373839 luôn. Đó là một chiếc xe Chevrolet Vivante ạ. Đây là một cái mẫu xe 7 chỗ hay còn gọi là 5+2. Cái form thì khá là nhỏ. Nhưng mà rất là phù hợp cho tất cả mọi người nào thích cái dòng 7 chỗ nhưng form nhỏ. Một chiếc xe Chevrolet Vivante 2008 bản E. Bản đủ đấy, bản đủ số sàn 2.0, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân không khoa đục, lộ thất, ghế da. Con này thì nó là ghế da cũ nhưng mà Tuấn Anh thì đã bọc lại và thấy nó nhỏ nhỏ, Tuấn Anh cũng bọc lại. Lộ thất ghế da mới tinh rồi. Hôm nọ thì không có màn hình nhưng mà Tuấn Anh cũng đã đi lắp màn hình cho tất cả mọi người rồi. Tóm lại thì giá thì nó vẫn như hôm nọ thôi, chỉ có 158 triệu đồng thôi, không đổi. Đấy, thì quý khách hàng nào có nhu cầu quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy lên, rất là ok cho mọi người. Đó, chỉ với 100 bao nhiêu ạ?
58 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe S, một chiếc xe 5 chỗ ngồi cực kỳ ổn định như thế này, với giá chỉ có 158 triệu đồng, 7 chỗ bản đổ số sàn. Chắc chắn rằng không tìm đâu được một mẫu xe 7 chỗ mà còn đẹp như thế này cả, mà rẻ như thế này cả, 158 triệu đồng thôi các bạn. Đấy. Sau đây thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Lifan 2007 với cái giá chỉ có 65 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc Lifan. Lifan này là một trong những đó, với cái chiếc Lifan này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá chỉ còn bao nhiêu ạ? 65 triệu đồng thôi, một mẫu xe sedan hai đầu cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, và rất là rẻ, mà cái cơ bản là có 65 triệu thôi. Đó, cái cơ bản nó là như vậy. Chạy tốt nhá, máy chất gầm chắc, anh em nào thích cần ship, em ship cái đoạn nào cả Yên Bái hay là Lạng Sơn, Sơn La hay là Bắc Giang Hà, em vẫn ship bình thường cho mọi người. À, mình đã bán được xe là mình phải ship được, và ship được là chứng tỏ là xe vẫn chạy được các bạn ạ. Tiếp tục thì đi sang cái hàng bên đây thì chúng ta lại tiếp tục có những cái chiếc xe 7 chỗ hay 5 chỗ khác. À, 17K, một cái chiếc xe cũng là Vivante, Chevrolet Vivante. Nhưng chiếc xe này thì cũng sản xuất năm 2008 các bạn ạ, nhưng nó lại số tự động và một chủ từ mới. Biển Thái Bình, 17K7903. Với giá bán hiện tại thì bên em đang bán 179 triệu đồng. Hộp số tự động, máy 2.0. À, 179 triệu đồng, một mẫu xe form 5+2. Nội thất, ghế da, đầu đài đầy đủ và cực kỳ chất cho mọi người, xe gia đình một chủ từ đầu. Nên các bạn yên tâm một điều là xe thì cực kỳ hợp lý và rất là đẹp cho mọi người. Đó, xe một chủ thì các bạn biết rồi, lúc nào nó cũng giữ gìn hơn những cái xe 10 chủ. Đúng không ạ? Đấy. Các bạn cứ yên tâm với dòng 7 chỗ mà số tự động này thì với giá có 179 triệu đồng thôi thì các bạn cứ yên tâm một điều là cứ ok luôn. Tiếp tục sang bên đây kia thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2014 bản E số sàn. Biển Hà Nội 30A18065. Con này là một chiếc xe gia đình sử dụng bản E xịn không khoan đục và máy xăng, với giá bán 379 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được một chiếc Innova bản E, một chiếc xe gia đình sử dụng, một chiếc xe cực kỳ ok với giá 379 triệu đồng. Vâng, một chiếc xe bên đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc Hyundai Santa Fe. Đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe nhưng nó là bản Gold. Bản Gold thì thường xuất hiện ở những chiếc xe 203, 204 và 205. Và đây là một chiếc xe 203 các bạn nhé. Biển 34A30303. Đăng kiểm tháng 10 năm 2022, 7 chỗ ngồi, máy dầu số tự động 2.0. Bản full cửa sổ trời và ghế điện, điều hòa tự động 7 chỗ, máy dầu. Đó, số tự động rất là ok cho mọi người với giá 235 triệu đồng. Và tiếp tục sau đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe, đó là một chiếc Isuzu Highlander. Với chiếc Isuzu Highlander sản xuất năm 2004, số tự động, máy 2.5, máy dầu. Đó, một chiếc xe 7 chỗ máy dầu 2.5 cực kỳ đẹp và cực kỳ đẳng cấp cho mọi người. Với cái giá bán chỉ còn 195 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Isuzu Highlander 204, số tự động, máy dầu. Và tiếp tục bên đây thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe Ford Ranger. Với chiếc Ford Ranger này thì sản xuất năm 2010, một trong những ông vua bán tải, sản xuất năm 2010, số sàn, máy dầu 2.5 turbo và trang bị hẳn hai cầu để cho chúng ta sử dụng. Biển Quảng Ninh 14LD14D00025. Và chiếc xe đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, có lắp thùng cao đàng hoàng. Với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 269 triệu đồng. Vâng, Ford Ranger, máy dầu 2 cầu, số sàn. Đó. Và trong đó thì chúng ta sẽ có thêm những chiếc xe Rolly hay là một chiếc xe Toyota Corolla nhập Nhật. Corolla nhập Nhật này thì cái form của nó thì nói thật với các bác là chỉ để đi tránh mưa, tránh nắng, tập lái thôi. Nhưng có nhiều bác rất là cần về chiếc xe này. Vì sao? Vì động cơ 1.6, máy nổ, còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, mà giá thì chỉ có 39 triệu đồng. Các bạn nhớ nhé, 39 triệu đồng, sản xuất năm 1992, nhập Nhật. Đấy. Và đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Hay là một chiếc xe Jolly với giá cũng chỉ có hơn 100 triệu thôi. 101, 102. Jolly nhà em rất nhiều, 101, 102, 103 thì khá là nhiều. Đó, đây. Nó rất nhiều, 4 chiếc Jolly nữa, và ở đây có một chiếc Toyota JGL sản xuất năm 2004, bản GL xịn. Và với cái giá bán hiện tại thì tôi đang chào bán chiếc xe này là
165 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi. Em đang bán 175 triệu đồng và sẽ bớt cho anh em vào quý khách hàng là 10 triệu và 165 triệu. Đấy, hay là 68 triệu chúng ta có chiếc dây này. Dây GL này. Đấy, nhập Nhật này. Sản xuất năm 1997. Đó, 68 triệu 7 chỗ ngồi, máy xăng 1.8. Vâng, rẻ nhất trong cái series xe ngày hôm nay mà tôi đang muốn giới thiệu đây. Có một chiếc xe làm điểm, một chiếc xe làm tiêu đề nhớ các bạn nhé. Đó là một chiếc xe Lexan Bluebird sản xuất năm 1990, đúng bằng 15 Tuấn Anh sinh ra, và năm nay là 33 tuổi rồi, hơn 32 tuổi rồi, gần 33 hết, sắp hết, sắp sang đến 33 tuổi, 34 tuổi rồi. Vâng, mà vẫn chạy tốt luôn. Đó, mà đáng giá bây giờ chỉ còn đúng 35 củ thôi. Đúng 35 củ, khối động cơ 1.8. Vâng, còn đúng 35 triệu thôi. Mà máy thì vẫn nổ êm phong phắc, còi kêu và bốn bánh vẫn quay đều, điều hòa mát, giấy tờ đầy đủ, đăng ký đăng kiểm đồng hoang. Đăng kiểm thì anh em nào mua thì em đăng kiểm mới cho các bạn luôn, nó không phải bàn đâu. Đó, 35 triệu thôi là các bạn sở hữu ngay chiếc xe này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe lá lốt 2002 với giá là 56 triệu. Lá lốt 2002, 56 triệu, khối động cơ 1.6 biển Quảng Ninh các bạn nhé. Hay một chiếc xe mà Lumia 2004. Đấy, biển Hà Nội một chủ từ đầu mà với cái giá bán của nó thì cũng chỉ có 65 triệu thôi. 65 triệu thôi là quý hàng đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Quá ok rồi. Hay một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2007. Phiên bản số sàn, máy 1.5 bản đi mô lưng phun kịch tầm và đang đeo biển Hà Nội 29A70536. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022, số sàn 1.5 với giá bán là 150 triệu đồng. Đấy, 150 triệu đồng. Lumia lá lốt 2005 với giá 56 triệu đồng. Hay Lacetti 2005 với giá 105 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục thì ở ngoài này chúng ta đang có những cái mẫu xe khác. Đấy, chúng ta sẽ đi về những cái hàng xe 7 chỗ nhá. 7 chỗ thì còn mấy con Innova này, một con Ford Everest này, một con Santa Fe. Đấy, rất là ngầu cho tất cả mọi người. Tiếp tục ở đây chúng ta đang có thêm một chiếc xe Ford Everest 2007, phiên bản số sàn, máy dầu 2.5, biển Hải Dương, phong cũ. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 225 triệu đồng. Đấy, dành cho các bác nào thích máy dầu, 7 chỗ ngồi. Đấy, thương hiệu đến từ Ford thì cực kỳ ok. Hay là một chiếc xe Innova 2013, số sàn bản E, một mẫu xe đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên thôi, với giá bán là 299 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được mẫu Innova này. Vâng, G-Sin 2007 là chiếc xe tiếp theo, màu vàng cát các bạn nhé. Một chủ từ đầu biển Quảng Ninh. Vâng, đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Bản G xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu màu vàng cát 2007, đó là chiếc Toyota Innova với giá bán 235 triệu đồng. Hay là một chiếc xe Toyota Innova 2014, phiên bản số sàn, máy 1, máy 2.0 bản E sơ đình, biển 19A24633 với giá bán là 385 triệu đồng, 385 triệu đồng. Một chiếc xe đình các bạn nhé. Hay một chiếc Innova thương hiệu đến từ Nhật Bản. Vâng, sản xuất năm 2014, con này thì nó đã qua dịch vụ. Đã qua dịch vụ nhé các bạn nhé. Vì thế nên cái giá của nó chỉ có 368 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Innova 2014 này. Hay một chiếc Hyundai Santa Fe. Với chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2008, với cái mức là tiêu hao nhiên liệu khá là ok đấy, 2.7, máy xăng, số tự động thì các bạn biết rồi, biển 21 của tỉnh Yên Bái, với giá bán 315 triệu, bây giờ còn 299 triệu đồng thôi. 299 triệu đồng. Ở con xe này màu vàng này thì em tạm thời là ăn cọc. Vâng, tiếp tục thì anh em nào có làm tí cóc. Đây là cóc này, đặc sản quê hương em nhé. Đấy, chấm muối ớt này, rất là cay luôn. Ăn thì suýt xa luôn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Chevrolet Vivan, một chiếc Chevrolet Avell. Avell, Avell đây các bạn nhé. 2015 cực rẻ luôn. Vâng, 2015 phiên bản số sàn với khối động cơ 1.5 bản đủ xe gia đình với giá bán 215 triệu đồng. Hay một cái chiếc xe thì nhìn thì rất là cổ thôi, nhưng mà nó là một xe đẹp đấy các bạn ạ. Đó là một chiếc xe Hyundai Venna cực kỳ hiếm luôn.
nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, số tự động 1.5 tên tư nhân biển Hải Phòng. Vâng, với cái giá bán 195 triệu đồng, la răng giống hệt của Mẹc luôn. Và form dáng thì rất là ok cho mọi người, 195 củ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Daewoo là Lumia 2, sản xuất năm 2001 biển Hà Nội. Mà xe thì còn khá là cứng xe. Nói chung là với cái dòng xe từ 2001 đến giờ thì không thể nói là zin 100%, nhưng nó còn khá là cứng để cho các bạn cùng chạy. Đấy. Với giá bán chỉ có 65 triệu đồng thôi là các bạn, là 69 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi. Ở đây chúng ta đang có một chiếc Vios đang đánh ra ngoài, đây là một chiếc Vios 2010E. Đấy, con này thì tên tư nhân biển Hải Phòng, bản đủ số sàn, trang bị túi khí ABS đàng hoàng, biển số khá là hợp lý nha các bạn nhé. Đấy, với giá bán hơn 200 triệu, 225 triệu đồng. La City CDX là một chiếc xe tiếp theo mà Tuấn Anh muốn giới thiệu, 98A là biển của tỉnh Bắc Giang, với giá 228 triệu đồng thôi, số tự động các bạn nhé. Hay là một chiếc xe Daewoo Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Vâng, với cái dòng Gentra nhập khẩu 2010 này, chạy có thể là còn sướng hơn những chiếc Vios, Limo, Taxi ra. Để khẳng định với các bạn một câu là như vậy. Vì sao? Vì trang bị khối động cơ chỉ có 1.2 thôi, mà con này thì được trang bị cả hệ thống đèn bi salon siêu sáng nhá, hệ thống màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, không thiếu một cái gì luôn. Em nói thật là không thiếu một cái gì luôn, cực kỳ ok, vô lăng 4 chấu số chạy như Vios luôn, hệ thống còi rất là to luôn, rất đẹp. Với giá chỉ có 175 triệu đồng là các bạn đã sở hữu trước Gentra nhập khẩu của Hàn Quốc như thế này. Đấy, cực kỳ yêu. Rất yêu luôn đấy ạ, rất là yêu luôn. Và rồi thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em quan tâm những cái mẫu xe đêm. Cảm ơn tất cả mọi người và quý khách hàng, bà con đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo ạ.